Người gì mà ngốc quá trời, cái tính nhu mì lại còn ướt mi. Ghét ơi là ghét, người gì đang ghét quá trời, cái tính kiêu kỳ rồi lại kiêu căng. Có những lúc bất thường, giận hờn ganh ghét hơn thua. Có những lúc chán đời, bạn bè lại còn cười chê. Lúc khóc lúc cười, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Lúc hết ngốc rồi, cùng bước đi chung đường thôi. Chuyện thường ngày qua đi thật nhanh, có nhau mối tình mong manh. Tuổi học trò mộng mơ vu vơ, ước mơ những chân trời thơ vùng dài. Chuyện học hành ta vương sớm tối, lúc có đơn bên cạnh ai. Chuyện thành bại về một tương lai, có tôi luôn bên cạnh bạn. Giang. Dạ. Bữa này qua bển sếp giùm cô ấy con. Dạ. Đem hết cái này qua bển luôn hả cô ha? Bữa nay á cô nấu xong sớm nè. Chút nữa con về cô múc hai phần con đem về hai bà cháu ăn nha. Dạ được rồi cô. Con cảm ơn cô Hai. Bữa nào mà con có ăn sáng thì con kêu cô Hai dặn cô Hai trước nha. Tại vì hôm nay á bà nội con có làm được ăn sáng cho con rồi. Vậy hả? Ủa bà thường á con ở nhà ăn sáng hay là đi ra ngoài ăn sáng? Thường thì con ăn sáng ở nhà không mà. Cô Hai biết không, bà nội của con á làm đồ ăn sáng cực kỳ ngon luôn. Nào là cơm chiên nè, rồi nào là xôi nè, nấu cực kỳ ngon. Vậy hả? Dạ. Nghe vậy ai mà không cảm động, không khen là cháu ngoan trò giỏi. Vậy mà có ai ngờ chính con người ấy là thành phần bất hảo chứ. Mà cô Hai hỏi con này nghe. Dạ. Con đi làm giúp cô Hai vậy rồi bà nội có phụ thêm tiền học phí cho con không? Dạ thì bà nội con lo hết cho con à, tại vì con còn nhỏ quá. Làm vậy không biết đủ tiền hút chích chưa, ở đó mà lo cái chuyện học hành. Mà nghĩ cũng lạ, thường thì những tên xì ke ma túy, tướng tá thì hom hem, da dẻ thì bụng bẹo xanh xao, còn hắn thì luôn khỏe mạnh, mặt mày thì cũng hồng hào nữa. Không lẽ hắn đến tìm gái? Lê, Lê, gì? Ông cái gì? Cái con này, mày điên hả? Ê, mày thấy không? Ánh mắt này nè mới đúng là ly lý sự. Đúng. Bình thường rồi, ổn rồi bạn. Ảm hộ quá có sao không à. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vết thương thể xác rồi cũng sẽ lành. Chỉ có vết thương trong lòng mới là hằng vĩnh viễn. Trời ơi, gì vậy trời. Sáng sớm cho cái câu nhủn não luôn á. Ủa mà Ly. Hả? Bộ ba gặp chuyện gì hả? Sao bà không chia sẻ với tụi tôi? Có chuyện gì đâu, mình chỉ nói vui vơ thôi. Ơi, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, biết đâu còn điều gì khúc tốt thì sao? Đèn nhà đến sáng mà. Một sở thị, mọi thứ đã rõ như ban ngày rồi, thì còn gì mà khúc tốt hả Bình? Ê, anh bà này nói gì không hiểu gì hết trơn vậy? Có gì đâu mà hai bà để tâm, cũng là chuyện đời thường thôi à. Mà nhiều khi á, người ta đào mạo vậy là người tốt, nhưng mà thật chất chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Thiệt luôn á, nãy giờ hai bay nói chuyện gì tao không hiểu gì hết trơn á. Ý là kiểu đại lại giống như là chiếc áo không làm nên thầy tu gì hả, đúng không? Miễn bàn nó đi, ốc quá. Ly, vậy là Ly đã khỏe rồi phải không? Nói được vậy là biết là khỏe rồi nha. Vậy chiều nay tụi mình học nhóm nha. Dĩ nhiên rồi. Sao Bình im lặng vậy? Chiều nay học nhóm nha.
Ờ thì đã là thành viên của nhóm thì đương nhiên là mình sẽ tuân thủ theo điều lệ của nhóm và chấp hành thằng phó biểu. Và đặc biệt là làm sao mà dám cãi lời nhóm trưởng, đúng không? Thì ai biểu ông dám chọc nhóm trưởng của mình chi? Bà đó, tới bà cũng chọc tôi nữa hả? Thôi, Ly mới vừa bình tâm lại, cãi nhau chi vậy? Tụi mình gọi nước uống đi. À. Anh ơi, cho bốn ly nước cam. Lo ăn sáng đi, rồi còn đi học, ba đợi kìa. Tụi đánh nó chờ đúng không? Cái gì vậy? Hả? Cái gì mà ôm sùm âm hết trơn vậy? Buôn bán cũng không yên tụi bay nữa. Mẹ nhìn kìa, tôi hủ thế con chưa kịp ăn nữa, con ăn nguyên trái banh vô luôn à. Con nữa, em nó có gì thì la rầy nó, hở ra là đánh, hở ra là đánh, làm chị kiểu gì vậy? Mẹ không thấy hả? Nó càng ngày càng quá đáng. Ở nhà vậy nên trường ai chịu nổi? Bữa nay làm gì vậy con? Ra đây, bà lau mặt mũi đưa đi học nè. Sao càng ngày càng lớn càng lì vậy con? Thôi mẹ đi học nhanh lên. Mẹ đi học. Ờ đi đi. Hay lắm. Mẹ nói cho con biết nha, hồi lúc mà con bằng tuổi với Na bây giờ là mẹ còn phải đút cơm cho con nữa đó. Mẹ nói nghe mắc cười quá à. Lúc con học lớp 5, mấy Na học mẫu giáo, mẹ bắt con phải dạy chữ cho nó. Mà nó ngu như bò vậy đó. Sao mẹ còn binh nó, mẹ chửi con không à? Cũng vậy mà nghe được. Con người ta đẻ sao thấy ham. Học cũng giỏi mà làm việc nhà cũng giỏi. Chuyện gì làm cũng xong hết trơn. Rồi, tưởng gì mẹ lại so mình với tên bất hảo. Con mình tên nó thiệt á. Ăn rồi học không mà cũng không nên. Mẹ lại định lấy tấm gương đen đúa đó bắt con soi chứ gì? Nói ai tấm gương đen đúa? Còn ai ở đây nữa? Giang chứ ai? Suốt ngày mẹ bắt con noi theo hắn. Nói phải nói với tên nó thiệt á. Hai đứa con đủng đển của nhà này nè, đổi lấy mình thằng Giang đó, bà Tư bác cũng không thèm đổi nữa. Người ta nói khi thương trái ấu cũng tròn, thiệt là đúng mà. Mẹ đã ưa rồi á, lúc nào cũng nhìn con quạ ra con phượng hoàng hết. Mẹ lúc nào cũng ca tụng tên bất hảo đó, lúc nào cũng bắt con noi theo hắn hết trơn á. Con nói ai bất hảo? Ông Giang chứ ai nữa. Ly ơi là Ly, em nó có lỡ đổ tô hủ tiếu á thì để mẹ múc tô khác. Con mà con ăn nói kiểu đó hả, bà Tư mà bà nghe được hả, bà qua bà cào nhà mình đó. Con không sợ đâu, sự thật 100% mà. Có một người đi cùng với con, thấy hắn á chiều nào cũng đi vô cái xóm toàn xì ke ma tí không à. Mà mấy người trong xóm đó lúc nào cũng đón hắn một cách ân cần thân thiết hết. Thì vậy hả? Mẹ cứ đợi đi. Hủ tiếu dạ ơi. Ờ, tôi ra liền. Nè. Dạ. Hồi nãy ở trong nhà mẹ đang nói chuyện với con, một cái khách kêu cho nên mẹ phải chạy ra bán. Mà con nói cái chuyện mà con thấy thằng Giang đó, ai thấy với con vậy? Mình nè mẹ. Giờ có mặt mẹ tôi ở đây á, ông nói với mẹ tôi đi, là tôi với ông thấy những gì ở xóm ông dịch đó, đại sĩ kem ma tí đó. Giang ơi, nếu chỉ một mình thấy thôi thì nhất định mình sẽ giấu luôn. Đằng này cả Ly còn thấy nữa. Ủa sao im lặng? Ý ông là tôi nói láo phải không? Bà này từ từ đi, có ai nói là bà nói láo đâu. Nói vậy là con với con Ly là thấy thằng Giang đi vô cái xóm mắc dịch đó, thấy nó tụ tập với bọn xì ke ma tí thiệt hả? Đúng rồi đó mẹ. Con thấy luôn. Dạ. Dạ thôi, thưa mẹ con đi học. Thưa cô hai, con đi học.
Chị ơi, cho hai tô tiếu đặc biệt đi chị. Dạ, dạ, có liền chị. Nhanh nha chị. Dạ, dạ, em làm liền. Ăn như mọi bữa ha. Dạ. Dạ. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm. Cái thằng nhỏ học hành giỏi giang, làm việc thì cũng giỏi, mà lại đi vô trong cái xóm đi chơi với đám xì ke mà tí chẳng hiểu được. Ai vậy chị hai? Cái thằng mà nó hay phụ việc bán hủ tiếu với tôi đây nè. Ủa, có phải là cháu bà Tư ở xóm mình mới về không chị? Đúng rồi đó. Ủa, em nghe cái thằng đó nó học giỏi lắm à nha, nó đổ lớp 10 trường chuyên luôn đó. Ừ, đúng rồi. Cái thằng đó nó học chung với lớp con Ly nhà tôi nè. Con Ly với một đứa bạn của nó nữa. Thấy nó đi vô trong cái xóm mắc dịch đó. Trời ơi, nó tụ tập với bọn xì ke ma túy đậm á nha. Đúng rồi chị, người xưa nói cấm sai á. Họ hổ, họ bì năng, họ cốt quá chị ơi. Bà ơi. Ủa, làm gì mà mới sáng sớm đứng thừ ra? Con mắt thì mơ mộng như gái mới lớn được tỏ tình vậy trời. Tào lao. Làm gì gái mới lớn được tỏ tình? Bậy bà, ông làm gì làm tôi hết hồn vậy? Sáng nay bà ăn cái gì mà thấy lạ vậy ta? Rõ ràng tôi chạy xe vô dựng xe đi ra đàng hoàng. À, bà hết hồn làm sao? Tại tôi đang suy nghĩ. Ủa, xin cái chuyện gì vậy bà? Trời ơi ông ơi, chuyện động trời ông ơi. Chuyện động trời luôn á. Động trời là chuyện gì? Trời ơi, ông không hay biết, ông chạy xe mà ông không hay biết chuyện gì hết trơn hả? Nhưng mà ai làm gì? Nó làm chuyện gì? Ôi thằng Giang. Dịch đó bà... nó, trời ơi, để tôi nói. Nó chơi với bọn xì ke ma túy. Trời ơi, tôi nghe tôi muốn chết luôn á. Nè Giang, nhất định con không có làm sao hết cho nội yên tâm nghe con. Dạ. Quen cái thói ăn chơi rồi giờ nói láo luôn hả con? Ghét ơi là ghét, người gì đang ghét quá trời. Cái tính kiêu kỳ rồi lại kiêu căng. Có những lúc bất thường, giận hờn ganh ghét hơn thua. Có những lúc chán đời, bạn bè lại còn cười chê. Lúc khóc lúc cười, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Lúc hết ngốc rồi, cùng bước đi chung đường thôi. Chuyện thường ngày qua đi thật nhanh, có nhau mối tình mong manh. Tuổi học trò mộng mơ vu vơ, ước mơ những chân trời thơ vùng dài. Chuyện học hành ta vương sớm tối, lúc cô đơn bên cạnh ai. Chuyện thành bại về một tương lai, có tôi luôn bên cạnh bạn.